Chiều nay mùng 9 tháng 7, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ thứ 9. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh. Theo đánh giá tại hội nghị, nửa đầu năm nay, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh được Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực các cấp thực hiện nghiêm, đúng quy định. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh đã theo dõi chỉ đạo xử lý 4 vụ án, 2 vụ việc, 17 vụ việc trong giai đoạn điều tra xác minh liên quan đến tham nhũng tiêu cực. Các cơ quan có trách nhiệm thực hiện thu hồi xử lý tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế với số tiền hơn 12 tỷ đồng. Kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng các cấp tiếp tục thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo đúng chương trình công tác. Chỉ đạo cấp ủy tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị thực hiện hiệu quả các nghị quyết kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương của tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tiếp tục thực hiện tốt việc đôn đốc kiểm tra giám sát công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại các cấp ủy tổ chức đảng. Dịp này, 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2023 được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.